Chúng ta tiếp tục bài học nhé. Unit 15, Lesson 2. 1. Look, listen and repeat. Nhìn, nghe và lặp lại. Bây giờ các em sẽ quan sát vào tranh và chúng ta nghe máy nhé. Page 32, Lesson 2, Activity 1. Look, listen and repeat. A. Does your brother have a robot? Yes, he does. B. Does he have a puzzle? No, he doesn't. Chúng ta cùng xem bài nhé. Does your brother have a robot? Em trai của bạn có một người máy phải không? Yes, he does. Vâng, đúng rồi. Does he have a puzzle? No, he doesn't. Cậu ấy có đồ chơi ghép hình phải không? Không, cậu ấy không có. Chúng ta cùng tìm hiểu từ vựng và mẫu câu của bài này nhé. Chúng ta có các danh từ Jojo, Jojo, đây là đồ chơi Jojo. Ship, ship. Plane, plane. Kite, kite. Nếu như trong bài học trước, ở lesson 1, chúng ta học về câu hỏi Do you have a doll? Bạn có một đồ chơi gì đó hay không? Thì trong bài học ngày hôm nay, ở lesson 2, bài 2 này, chúng ta sẽ hỏi về ngôi thứ 3 là cậu ấy hay là cô ấy có một đồ chơi gì đó hay không nhé? Các em sẽ có câu hỏi như sau. Does she have a plan? Does she have a plan? Cô ấy có một cái máy bay phải không? Và câu trả lời của chúng ta là Yes, she does. Yes, she does. Đúng rồi, cô ấy có. No, she doesn't. No, she doesn't. Không, cô ấy không có. Và chỗ này, danh từ plan các em có thể thay đổi bằng các danh từ khác. Ví dụ như a doll, một con búp bê. Does she have a doll? Cô ấy có một búp bê phải không? Hoặc chúng ta cũng có thể thay đổi chủ ngữ she bằng chủ ngữ he để hỏi về cậu ấy. Cách trả lời cũng tương tự như vậy nhé. Ở đây cô có nhắc thêm câu hỏi What does she have? Cô ấy có cái gì? Hoặc What does he have? Cậu ấy có cái gì? Và chúng ta cũng xem thêm câu hỏi có xuất hiện trong bài What toy does she have? Cô ấy có đồ chơi gì? Nghĩa là chúng ta thêm từ toy vào sau what. Và câu trả lời của chúng ta cho hai câu hỏi trên là She has a teddy bear. Ví dụ, cô ấy có một con gấu bông. Cô cũng có thể hỏi cậu ấy có cái gì? What does he have? Hoặc là what toy does he have? Cậu ấy có đồ chơi gì? Và câu trả lời, cô ví dụ He has a ball. Cậu ấy có một quả bóng. Bây giờ, các em sẽ vận dụng phần từ vựng và mẫu câu này để chúng ta làm các phần tiếp theo của bài nhé. Page 32, Lesson 2, Activity 2. Point and say. Does he have a yo-yo? Yes, he does. Does she have a plane? No, she doesn't. Như vậy, các em vừa được nghe câu mẫu. Bây giờ, chúng ta sẽ thực hành nhé. Trong phần này, chúng ta sẽ chỉ vào tranh và các em nói bằng cách đặt câu hỏi và câu trả lời như cô vừa hướng dẫn. Trong câu hỏi, các em có thể dùng chủ ngữ he hoặc là she. He là dành cho ngôi thứ ba số ít về nam, có nghĩa là cậu ấy, anh ấy. Và she là dùng cho ngôi thứ ba số ít về nữ, là cô ấy, chị ấy. Chúng ta có hai cách trả lời yes và no.
Ở mỗi tranh chúng ta có các từ gợi ý. Ở đây là đồ chơi. A Jojo, một con Jojo. Ở tranh B, a ship là con tàu. Và câu AB chúng ta có câu trả lời yes. Câu C các em có a plane, máy bay. Và câu này là a kite, là con diều. Và hai câu C và D chúng ta có câu trả lời no. Bây giờ các em sẽ thực hành từng câu nhé. A. Does he have a JoJo? Yes, he does. B. Does he have a ship? Yes, he does. C. Does she have a plan? No, she doesn't. D. Does she have a kite? No, she doesn't. Three. Let's talk. Phần 3, hãy nói chuyện. Trong phần này, chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng câu hỏi và câu trả lời ở hai phần trên. Nhưng khác với các phần trên là trong phần 3 chúng ta không có các từ gợi ý trong tranh. Các em chỉ có các bức tranh. Như vậy, chúng ta hãy nhìn vào tranh và nhớ về các danh từ mà mình đã đặt câu hỏi trong phần 2 nhé. Ví dụ, hai bạn này có các đồ chơi như là car là xe hơi, doll, búp bê, ball, trái bóng, ship, con tàu, hay bạn này đang cầm robot là người máy. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi. Cô ví dụ, chúng ta hỏi xem cậu ấy có quả bóng không? Các em sẽ đặt câu hỏi là Does he have a ball? Và câu trả lời của chúng ta, nếu ở đây cậu ấy có, các em sẽ trả lời Yes, he does. Nếu như trong tranh cậu ấy không có đồ vật mà chúng ta hỏi, thì các em sẽ trả lời No. Tương tự như vậy, các em có thể hỏi xem bạn nữ này có búp bê không? Does she have a doll? Bạn ấy có búp bê không? Khi bạn ấy có như thế này trong tranh thì chúng ta phải trả lời Yes, she does. Chúng ta hỏi xem bạn ấy có con diều không nhé? Does she have a kite? Bạn ấy có diều không? Trong tranh bạn ấy không có, cầm con diều, chúng ta phải trả lời là No, she doesn't. Và các danh từ còn lại, chúng ta tự đặt câu hỏi như cô vừa hướng dẫn nhé. Four, listen and tick. Phần 4, nghe và đánh dấu. Trong phần này, chúng ta sẽ nghe các bài đối thoại ngắn cho mỗi một bức tranh. Và khi nghe, chúng ta sẽ xem. Nếu nội dung bài đối thoại đúng với bức tranh, chúng ta sẽ đánh dấu vào cột true, nghĩa là đúng. Nếu bài đối thoại không đúng với bức tranh, chúng ta sẽ đánh dấu vào cột false, có nghĩa là sai. Bây giờ trước khi nghe, chúng ta hãy xem các tranh nhé. Ở tranh A, chúng ta có bạn này đang nhảy dây. Và nhảy dây, cô sẽ gợi ý cho các em từ skipping, skipping rope. Skipping rope là sợi dây nhảy. Đây là dây nhảy. Và phần B, chúng ta có bạn này thì chơi trò JoJo. Các em sẽ nhớ cho cô danh từ JoJo. JoJo. Tranh C, bạn ấy chơi buông diều. Chúng ta sẽ có danh từ kite. Kite. Và tranh này, bạn ấy có đồ chơi lắp ghép. Các em sẽ có cho cô là puzzle. Puzzle. Bây giờ, chúng ta sẽ nghe và đánh dấu vào cột tương ứng nhé. Page 33, Lesson 2, Activity 4. Listen and tick. A. Does Mai have a skipping rope? Yes, she does. Chúng ta vừa nghe bài đối thoại A. Các em nhớ tạm dừng video để tập làm trước khi cô đưa ra đáp án nhé. Và bài đối thoại của chúng ta là Does Mai have a skipping rope? Mai có một sợi dây nhảy phải không? Yes, she does. Đúng rồi. Như vậy, nếu như đúng là Mai có sợi dây nhảy, nó phù hợp với bức tranh, thì chúng ta sẽ đánh dấu vào cột true cho cô nhé. Tiếp theo. B.
Peter have a yo-yo? No, he doesn't. C. Và ở trong bài đối thoại B, chúng ta sẽ có là Does Peter have a yo-yo? No, he doesn't. Peter có một yo-yo, có một trò chơi yo-yo phải không? Không, cậu ấy không có. Cho nên trong tranh thì chúng ta thấy là cậu ấy cầm yo-yo, mà bài đối thoại thì lại là No, he doesn't, cậu ấy không có. Cho nên chúng ta sẽ đánh dấu vào cột false là sai nhé. Does Nan have a teddy bear? No, he doesn't. But he has a kite. Thế còn bài đối thoại C, chúng ta có bài đối thoại là Does Nan have a teddy bear? Nam có một gấu bông phải không? No, he doesn't. But he has a kite. Không, cậu ấy không có, nhưng cậu ấy có một con diều. Và trong bức tranh thì bạn ấy đang cầm con diều. Cho nên chúng ta sẽ đánh dấu vào chủ. Does Linda have a puzzle? Yes, she does. Thế còn bài đối thoại D. Does Linda have a puzzle? Yes, she does. Linda có một trò chơi ghép hình phải không? À, đúng rồi, cô ấy có. Chúng ta sẽ đánh dấu vào chủ. Five, read and write. Phần 5, đọc và viết. Chúng ta sẽ đọc một đoạn văn ngắn, đọc các câu hỏi và các em viết các câu trả lời nhé. I am Phong. Peter, Mai, Nam and Linda are my friends. We are a lot of toys. Peter has a robot and a ball. Mai has a teddy bear and a doll. Nam has a car and a plane. Linda has a yo-yo and a puzzle. I have a plane and a ship. Tôi là Phong. Peter, Mai, Nam và Linda là những người bạn của tôi. Chúng tôi có rất nhiều đồ chơi. Peter có một người máy và một quả bóng. Mai có một gấu bông và một búp bê. Nam có một xe hơi và một máy bay. Linda có một trò chơi yo-yo và một xếp hình. Tôi thì có một cái máy bay và một cái tàu. Bây giờ chúng ta sẽ đọc các câu hỏi để tìm câu trả lời nhé. 1. What does Peter have? Peter có cái gì? Chúng ta sẽ nhìn trong đoạn văn nhé. Chúng ta thấy câu Peter has a robot and a bond. Peter có một người máy và một quả bóng. Như vậy, câu trả lời của chúng ta đã được viết He has a. Chúng ta sẽ viết tiếp là a robot and a ball. Two. What does Mai have? Mai thì có cái gì? Chúng ta thấy ở đây Mai has a teddy bear and a doll. Mai có một gấu bông và một búp bê. Ở đây mới có chủ ngữ she. Chúng ta sẽ viết tiếp nhé. Động từ has có. Mai has a teddy bear and a doll. Three. Does Nam have a car and a plane? Nam có một xe hơi và một máy bay phải không? Chúng ta thấy ở đây Nam has a car and a plane. Nam có một xe hơi và một máy bay. Như vậy là đúng với nội dung câu hỏi này. Cho nên câu này chúng ta sẽ trả lời là Yes, he does. Four.
What does Linda have? Linda thì có cái gì? Linda has a JoJo and a puzzle. Linda có một trò chơi JoJo và một bộ xếp hình. Chúng ta sẽ trả lời She has a JoJo and a puzzle. Five. Does Phong have a kite? Phong có một cái diều phải không? Chúng ta sẽ đọc trên đoạn văn nhé. I have a plane and a ship. Tôi có một máy bay và một con tàu. Và đoạn văn này thì Phong đang nói về chính mình. Cho nên I, chủ ngữ I ở đây có nghĩa là Phong. Phong có một máy bay và một con tàu. Chứ không phải Phong có cái diều. Cho nên chúng ta sẽ trả lời No, he doesn't. Six, let's sing. Chúng ta có một bài hát. Và trước khi nghe, chúng ta hãy xem bài trước nhé. Linda has a little doll. Linda có một búp bê nhỏ. Các em có từ little là nhỏ. Little doll, búp bê nhỏ. Linda has a little doll. Little doll, little doll. Linda có một búp bê nhỏ. Búp bê nhỏ, búp bê nhỏ. Linda has a little doll. Linda có một búp bê nhỏ. Its dress is white and brown. À, váy của búp bê thì màu trắng và màu nâu. Everywhere that Linda goes, Linda goes, Linda goes. Everywhere that Linda goes, that doll is sure to go. Chúng ta có everywhere. Everywhere là bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi nào. À, bất cứ nơi nào mà Linda đi, à, Linda đi thì bất cứ nơi nào mà Linda đi, à, búp bê đó thì chắc chắn sẽ đi theo. Các em có từ sure là chắc chắn. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát vào bài hát và mình nghe máy nhé. Page 33. Lesson 2. Activity 6. Let's sing. Linda has a little doll. Linda has a little doll. Everywhere that Linda goes, Linda goes, Linda goes.